Throughout the ages, compassionate, enlightened masters have urged people to surrender to the greater universal power by seeking the divine within, from which all other goodness and happiness follow. This message was echoed again in Supreme Master Qinghai's discussion with the theme, The Ninth Fairy Princess, with our association members on December 28, 2008. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. I read the story, and chuyện này kêu là chuyện là nàng tiên thứ 9, a ninth princess, the princess number 9. I think the king had many princesses, yeah? She's a number 9, so we will see what she's doing. Okay. Ngày xưa hả, có một bà cụ già. Bà cụ này có người con trai lớn tuổi rồi nhưng mà không có tiền để đi cưới vợ cho con. Rồi cái đêm á, nhìn người con trai lớn tuổi của mình á, nằm ngủ một mình á, bà thấy tội nghiệp quá. Rồi cái bà không biết làm sao, bà chạy ra ngoài hè rồi khóc. Một đêm bà khóc nhiều quá rồi cái mệt rồi. Kêu bằng Việt Nam kêu khóc mệt nghỉ hả? Bà già đêm đó khóc mệt nghỉ. Cái bà nằm dựa vô vách á, ngủ thiếp đi. Bà đang ngủ thì tự nhiên thấy một ánh chớp sáng thiệt là sáng. Bà giật mình tỉnh dậy. Không biết tỉnh dậy hay là trong mơ đây ha. Thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo xanh, đi giày xanh, chống gậy xanh, đứng trên ngọn cây mít. Hả? Ông già đứng trên ngọn cây mít. Bà sợ quá, tính chạy vào nhà kêu đứa con dậy mà ra bảo vệ cho bà. Một mình bà sợ mà. Nhưng mà ông già không khoát tay, nó thôi thôi đừng có chạy, không có sợ, tôi hiền lắm. Ông nói rằng bà lão đừng có sợ chi, ta là tiên, vì biết cảnh nhà bà nghèo khó, không có tiền cưới vợ cho con, cho nên ta xuống đây để giúp bà. Ngày mai á, bà bảo của con trai của bà theo cái hướng bên phải á, đi hoài á, tới một ngọn núi có những tảng đá mà trắng, to như cái nhà. Thì sẽ thấy chính nàng tiên xuống cái hồ sát bên núi đó mà tắm. Con trai bà mà ưng cô nào á thì cứ lấy cái đôi cánh của cô đó mà dậu đi. Nói xong thì ông già, ông tiên biến mất. Bà cụ mừng quá, chạy vô trong nhà thổi lửa gọi con dậy, kể lại đầu đuôi câu chuyện, nấu cơm cho con đặng mà sửa soạn ngày mai sớm lên đường. Mờ sáng hôm sau người con trai mang gói cơm, đeo bình nước á, thẳng đường bên phải mà đi, băng rừng lội suối, leo hết núi này đến núi khác. Nhìn theo cái bản đồ nữa. Mãi trưa hôm sau mới tới ngọn núi có những tảng đá trắng. Tảng đá trắng đó thật to, to giống cái nhà của mình nè. Rồi trước mặt của chàng hiện ra một hồ nước trong xanh, như lời ông lão tiên đã nói. Xung quanh hồ bát ngát hoa thơm, cỏ lạ, chim chóc ríu rít, bướm muôn màu bay lượn dập dìu. Lại có những lối đi sỏi đá lấp lánh như là ngọc, như kim cương vậy đó. Chàng trai thấy nắng rung rinh, gió thổi hiu hiu, nhìn lên trời. Tự nhiên từ trong đám mây hồng có chính nàng tiên áo trắng bay lượn xuống ven hồ đó. Chàng vội nấp sau một bụi cây. Các nàng tiên cởi cánh ra để trên những phiến đá ngọc rồi cùng nhau xuống tắm. Cùng nhau vui đùa trong hồ nước mát. Nàng nào cũng xinh đẹp, nàng nào cũng sáng ngời như tia nắng. Nhưng mà chỉ có nàng tiên thứ 9 là dịu dàng và hiền hậu hơn cả. Ai cũng thích có vợ hiền ha.
chứ không phải vợ đẹp không là đủ ha. Nhưng mà khi mà chọn một người vợ, thí dụ một người vợ hiền và một người vợ đẹp, thì quý ông chọn ai à? Hả? Thả đẹp hả? Đẹp hả? Hay hiền? Hiền hả? Vợ hiền thì lâu dài hơn phải không? Ở đây có tả cảnh này, nói tóc nàng đen mượt và dài như dòng suối, giọng cười như tiếng sáo ngân, miệng tươi hơn hoa nở, mắt sáng như sao trời. Nàng nhìn vào đâu là cảnh vật nơi đó lấp lánh tưng bừng. Wow, ở đâu mà có đẹp tới mức vậy hả? Tiên mà hả? Chàng trai liền lẻn đến chỗ các nàng tiên phơi cánh, lấy trộm cặp cánh của nàng tiên thứ 9, rồi vội vã chạy bay về nhà. Trên trời vọng xuống 7 hồi trống dục. Đã đến giờ các nàng tiên phải về trời, cho nên các nàng tiên lên bờ lắp cánh vào mình và bay đi. Nàng tiên thứ 9 lên sau không thấy cánh này đâu hết, vội vã đi tìm khắp nơi. Trống trên trời vẫn dục giả, nàng tìm quanh bến nước, tìm đi tìm lại không thấy cánh của mình đâu, nhưng lại thấy có dấu chân. Chân gì? Chân cọp hả? Chân người. Rồi. Cho nên nàng đoán chừng người để lại dấu chân đó là cái người đã lấy cánh của mình. Liền cứ theo dấu chân mà đi, đi mãi, đi hoài. Đến xế chiều nắng xuống, tới chân hòn núi kia thì thấy có nếp nhà sàn nhỏ bé đứng chơ vơ, và dấu chân người dừng lại ở đó. Nàng phân vân không biết đi tiếp hay là nên vào trong nhà. Bỗng có bà cụ già chạy ra bảo nàng rằng: cháu ơi, trời sắp tối rồi mà đường xa vắng vẻ, cháu đi một mình nguy hiểm lắm, cháu hãy vào nghỉ ở nhà ta. Thấy bà cụ hiền lành chân thật, nàng òa khóc, kể lại tình cảnh của mình, rồi theo bà cụ vào nhà. Bà cụ biết hết trơn, bộ không biết. Chàng trai bước ra chào hỏi, mẹ chàng đi thổi cơm, còn chàng trai vào rừng bẻ măng hái nấm về nấu canh, dọn bữa để cho người đẹp ăn. Đêm xuống chàng ngồi bên bếp lửa, kéo đàn để cho ru nàng ngủ, mandolin. Wow, cũng lãng mạn chứ hả? Nhà nghèo mà biết chơi mandolin nữa. Ok, những ngày đầu nàng tiên thứ 9 nôn nao nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cảnh trên trời. Nhưng mà được sự chăm sóc của bà mẹ già và chàng trai cho nên nàng khoai khỏa, dần dần cũng quên đi. Buổi sáng thì nàng đi làm rẫy, buổi chiều nàng đi lấy nước về nhà để nấu cơm. Nửa năm sau, chàng trai cưới nàng tiên thứ 9. Wow, nửa năm cũng lẹ quá ha. Hai vợ chồng sống rất hòa thuận vui vẻ, dân làng ví họ như vợ chồng chim uyên, vừa đẹp đôi vừa chịu khó làm việc. Người chồng không bao giờ nặng lời với vợ, chồng chịu khó đi rừng kiếm củi, rồi một đêm trăng tròn, người vợ sinh được đứa con trai rất là kháu khỉnh, cảnh nhà càng đầm ấm vui vẻ hơn. Cho đến một ngày kia, trời đang yên tĩnh, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, rồi chớp giật liên hồi, sấm nổ ầm ầm giận dữ. Có chuyện rồi ha? Chuyện gì đây? Hồi hộp quá thôi. Người vợ cõng con đứng ở đầu sàn, thấy thần sấm đột ngột hiện ra ngay phía trước mặt. Thần sấm đỏ mặt vung búa lên nói rằng: trời bắt nàng phải trở về trời ngay. Nàng không nghe lời thì cả mẹ chồng, chồng nàng và con nàng đều phải chết. Nàng thương chồng con quá, ôm mặt khóc thảm thiết, nhưng cũng định phải vào nhà đặt con xuống chiếu, vắt sữa vào ba ống nứa tươi để bên, lại cắt một lọn tóc gửi lại cho chồng, rồi theo thần sấm về trời. Giống chuyện Ngưu Lang Chức Nữ quá ha. Buổi chiều, bà mẹ và chàng trai về nhà, nhìn đứa bé và lọn tóc thơm, lại thấy cây cối xung quanh nhà bị cháy xém, hai người đoán biết là có chuyện dữ đã xảy ra. Chàng trai cõng con trên lưng chạy ra rừng, ngửa mặt lên trời khóc liền 9 ngày 9 đêm.
Dân làng thương chàng quá, liền góp công góp của, nhờ bác thợ rèn đánh cho chàng một con chim công bằng sắt. Chàng trai cùng con cưỡi lên lưng con công sắt, bay vút lên trời. Đâu mà sướng vậy? Giống máy bay hả? Con công sắt bay vút lên trời, qua bao nhiêu tầng mây hồng, mây xanh, mây trắng, đến bờ sông trời rộng mênh mông, gió to sóng dữ, công sắt không bay qua được. Hai cha con đành phải ở lại bên phía bên sông này. Một hôm, đứa con và người cha thấy cô công chúa thứ 9 đem quần áo ra giặt ở bên phía sông bên kia. Cho nên đứa con thấy má mà nó khóc, nó nói má ơi. Hai vợ chồng cũng thấy nhau nhưng mà không có gặp nhau được. Cho nên hai người khóc nức nở. Một người khóc bên này sông, một người khóc bên kia sông. Đứa con cũng khóc luôn. Dân làng ở cái xóm trời đó, tội nghiệp cho chàng quá, nên liền đến xin vua trời cho hai người được gặp nhau. Vua trời không nghe, viện cớ rằng ông sắp gả nàng tiên thứ 9 cho một người nhà trời. Trên đó mà cũng có phân biệt dữ, kén chọn rõ ràng ha. Ông phải thương nhau là cứ cưới nhau được ha. Người nhà trời mới cưới được con trời ha. Rồi dân làng kêu mãi, cuối cùng vua trời xuống lệnh nói rằng nếu mà chàng trai kia làm được ba việc mà trời ra lệnh á, thì mới gặp được nàng tiên thứ 9. Thứ nhất là phải nhặt hết số vừng rơi trong khu rẫy dài bằng một khoảng chim bay mỗi cánh. Thứ hai là phải ăn cho hết số ớt chín trong khu rừng ớt. Trời. Thứ ba là phải làm được tòa nhà bằng ngọc giữa sông trời. Chàng trai nhận lời liền. Làm nhà thì dễ rồi, nhặt vừng thì có thể được, ăn ớt sao ăn. Ăn một nguyên cả một rừng ớt đó nha, chứ không phải ăn một hai trái đâu. Có người nào ăn ớt chưa? Ớt kim á, ăn thử chưa? No. Yeah. Ok. Thôi nhưng mà anh chàng ok, anh chàng chịu. Buổi chiều, bà mẹ và chàng trai về nhà, nhìn đứa bé và lọn tóc thơm, lại thấy cây cối xung quanh nhà bị cháy xém. Hai người đoán biết là có chuyện dữ đã xảy ra. Chàng trai cõng con trên lưng chạy ra rừng, ngửa mặt lên trời, khóc liền 9 ngày 9 đêm. Dân làng thương chàng quá, liền góp công góp của, nhờ bác thợ rèn đánh cho chàng một con chim công bằng sắt. Chàng trai cùng con cưỡi lên lưng con công sắt, bay vút lên trời. Vua trời xuống lệnh nói rằng nếu mà chàng trai kia làm được ba việc mà trời ra lệnh á, thì mới gặp được nàng tiên thứ 9. Sáng sớm hôm sau, hay cho con ra sức nhặt vừng. Vừng là gì biết không? Mè đó. Ok. Nhưng mãi tới trưa vẫn chưa nhặt được bao nhiêu hết. Ông tiên thương tình quá liền hiện ra, gọi một bầy chim sẻ xuống nhặt giùm. Chẳng mấy chốc khu rẫy đã hết, không còn một hột mè nào cả. Chàng trai vào rừng ớt cố hái ăn, nhưng mới ăn được mấy trái bụng đã nóng như thiêu như đốt. Hai mắt đỏ lừ lên. Tiên ông lại hiện đến, gọi bầy chim chào màu xuống ăn dùm. Trong giây lát cả rừng ớt chín chỉ còn lại lá xanh mà thôi. Bây giờ ha, đến lượt dân làng trời á, giúp chàng trai dựng nhà ngọc giữa sông trời. Một tháng không xong, một mùa cũng không xong. Thì cái sông trời này không phải sông thường, ha. Sóng to, gió lớn lắm. Thì tại vì ông trời biết là cái chỗ đó khó làm nhà mà, hả? Cho nên mới thách thức chàng trai như vậy, nghĩ rằng không thể nào chàng làm được. Thứ nhất là mè mà rải đầy ở trong rừng vậy làm sao mà nhặt cho hết. Còn thứ hai, ăn hết cả rừng ớt ai ăn cho được. Có thể hai cái đó làm được rồi thì cái sông nhà trời đó không bao giờ mà có thể xây nhà đó được. Cho nên xây hoài không được, chàng trai ôm con ngồi bên bờ sông mà khóc, nước mắt rơi đầm đìa. Có ông thần cá kia
thương tình quá, liền gọi các loài cá xúm lại giúp chàng trai. À, nguyên lai là anh chàng này á, khi lúc mà còn ở dưới Dương Trần á, thì ăn chay, ăn chay, không có sát hại sinh vật, có thể cũng mới tu pháp phương tiện gì đó. Nếu mà không có đa tình, không gặp cái cô tiên này mà thất tình, không bị giáo hồn, thì có lẽ cũng đã truyền tâm ấn rồi. Thôi bây giờ ngồi đó khóc, thì có thằng cá thương tình gọi các loài cá xúm lại giúp chàng trai. Cá trình á, thì dựng đứng mình lên làm cột nhà. Cá lóc á, thì cái bằng lăn lóc với nhau làm sàn. Cá ngạnh thì làm xà, cá chép làm mái, rùa thì làm bếp, con cua thì làm móc chiên, còn lươn con chạch thì làm cầu bắt từ bờ sông ra tới ngôi nhà lấp lánh như ngọc ở giữa sông. Vua trời cùng bọn thần hung ác đành phải đem thuyền chở bố con chàng trai nghèo sang sông để mà gặp đằng tiên thứ chín. Còn bọn thần hung ác thì xông ra chiếm ngôi nhà. Bọn chúng nổ lửa bếp lên, rùa làm bếp vì bị nóng quá. Rùa mà làm thành bếp á, mà làm giả thành bếp, nóng quá liền lặn xuống sông, lặn mất tiêu. Các loài cá cũng lặn luôn, cho nên ngôi nhà biến mất. Cột là làm bằng cá mà, bằng lươn. Rồi rùa thì bếp thì làm bằng rùa, cho nên nó nổ lửa đốt lên nóng, nóng quá chạy hết. Bọn thần hung ác bị chìm giữa sông trời mênh mông, ngộp quá trời, kêu la inh ỏi. Từ đấy vợ chồng nàng tiên thứ chín được cai quản cõi trời, làm cho mưa nắng điều hòa để dưới đất mùa màng tươi tốt. Lâu lâu họ lại chắp cánh bay xuống tắm ở hồ ngọc trên đỉnh núi, rồi về thăm mẹ già và bà con quê cũ. Hết rồi. Chuyện này có thiệt không hả? Có thể là có thiệt ha. Này là chuyện cũng như là ví dụ nói là cái linh hồn của mình nữa mà, bị chia rẽ với thiên đàng, cho nên cực khổ như vậy ha. Cuối cùng là cũng sum họp. Nếu mà tu phép Quan Âm thì cũng là cái mà sống bên nhau đời đời hạnh phúc á, hiểu chưa? Ok, very good, hay hả? Thấy không, còn ở trên trời cũng có những vị thần hung ác, thấy chưa? Đó là cái gì? Cái lực lượng phổ định đó mà. Ok, chia rẽ linh hồn của mình mà, không cho mình về trời đó. Thấy rõ ràng câu chuyện ha. Câu chuyện này chắc không phải là chuyện để nói chơi cho vui đâu ha. Chắc hồi đó có một vị nào tu hành đắc đạo mà nghĩ ra những cái chuyện này để mà làm ví dụ á, nói cho người ta nghe, cho học trò họ nghe mà họ nhớ mà. Thường thường ngồi ngồi nói chuyện tràng gian đại hải không ai thèm nghe đó, biểu ăn chay làm lành đánh giữ niệm Phật không ai thèm nghe. Nghe chuyện là chịu lắm, chuyện cứ vợ cứ chồng là chịu lắm. Hôm qua kể chuyện kia ai cũng chịu hết mắt sáng rỡ ra. Bữa nay chuyện này cũng chịu nghe nữa.